Hello, chào cả nhà. Hôm nay Nhi Nguyễn Cuộc Sống ở Bỉ sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gắp chân váy nha các bạn. Đây là 8 miếng tam giác Nhi Nguyễn vừa mới cắt xong để gắp ở dưới tay lai của cái chân váy nha các bạn. Đó, còn phía trên kia là 8 miếng thân. Đó, bây giờ hôm nay là Nhi Nguyễn sẽ gắp cái chân váy cho các bạn Các xem bạn, nha. Bây giờ Nhi sẽ gắp sổ nè các bạn. Đây, miếng tam giác. Trước tiên các bạn gắp tam giác trước. Gắp vòng hết ba cạnh nha các bạn. Các bạn dắt vòng hết ba cạnh. Bây giờ Nhi sẽ dắt cho các bạn xem nhé. Dắt sổ. Sau khi Nhi dắt sổ rồi đây, đó, này, bạn thấy không? Chỉ rất là đẹp. Các bạn dắt hết ba góc luôn nha các bạn, đó. Rồi kế tiếp, các bạn sẽ dắt hết 8 miếng. Rồi sau đó thì các bạn sẽ dắt cái thân nha các bạn. Đây, cái thân dài. Thì cái thân dài này thì các bạn dắt hết 4 góc luôn. Bạn dắt xong hết bốn bốn góc về nha. Đó. Rồi xong rồi á thì các bạn cứ dắt hết 8 miếng thân nha các bạn. Rồi, Nhi sẽ chỉ cho các bạn gắp vô nha các bạn. Khi dắt sổ xong rồi thì Nhi sẽ chỉ cho các bạn gắp vô. Thì trong cái thân đây, đây là cái thân lớn, thì cái thân lớn nó vì cái lai và cái lưng khác nhau như vậy nha các bạn. Cái lưng thì nó sẽ nhỏ hơn cái lai nha các bạn. Đây, Nhi Nguyễn kéo cái lai lên cho bạn ra thấy không? Thì cái lưng nhỏ này, cái này là cái lưng là cái nhỏ, còn cái lớn này là cái lai. Thì các bạn lấy cái lớn các bạn mai vô cái tam giác nha các bạn. Đó. Thì cái tam giác các bạn lấy vải mặt của bề mặt bề phải của tam giác và bề phải của cái thân các bạn úp vào. Các bạn gắp nha. Đó. Thì từ cái dưới lai các bạn gắp dài lên. Đây, hai cái miếng lai, hai cái miếng giải của cái miếng tam giác và miếng thân bằng nhau với lai và sườn cũng vậy luôn nha các bạn. Bằng nhau thì cứ thế các bạn sẽ gắp cho vô một một phân. Đó. Rồi, hai miếng vải bằng nhau luôn nha các bạn. Hai miếng vải bằng nhau nha các bạn. Đó. Tới đỉnh giác luôn. Đó. Thì các bạn sẽ là mũi. Rồi kế tiếp, các bạn để cái miếng gáp này xong, để xuống tiếp lật ra. Rồi, các bạn lấy tiếp cái thân nữa nha các bạn, cũng lấy cái lai luôn. Cũng lấy cái lai.
Rồi cái like của cái thân và cái like của cái tam giác các bạn gáp tiếp nha. Cũng y như cái công đoạn trước thì các bạn cũng gáp một phân đều. Mí giải trên và mí giải dưới bằng nhau. Khi gáp lên trên đây nè các bạn, lên tới cái chèn nè, cái tam giác nè, thì các bạn cho cái tam giác úp vô nha các bạn, úp vô chứ không phải là lạc gan nha các bạn, úp vô đó. Rồi tới đây các bạn thấy đây có cái góc nè, cái góc hơi có góc nhẹ là các bạn thấy không, nó hơi có cái độ cong chút xíu không, thì các bạn cứ đi theo cái dòng cong vậy luôn, cũng đều một con. Đẹp hay không là ngay cái góc này nha các bạn. Rồi vậy thì chúng ta cứ gấp tới, gấp thẳng lên luôn tới trên cái lưng nha các bạn, hai mí giải dưới mí giải trên nha. Đó vậy thì như vậy xong rồi thì các bạn đặt ra là ra các bạn cũng để từ cái like của cái thân lấy cái chèn gấp tiếp. Đó, các bạn lấy cái chèn gấp tiếp. Bạn cắt ra thì cái này các bạn để tiếp nữa đó. Rồi để đây các bạn lấy tiếp cái thân, các bạn gắp vô cũng gắp từ cái like nha các bạn. Cứ thế thì các bạn xem nha, cái này mình ủi thử bán thành phẩm cho các bạn xem đó nha. Đó khi hồi nãy mình gáp đó thì ủi nè đó, các bạn ủi dẹt vào cái miếng chèn ha. Rồi xong rồi tới đây thì khi nãy Nhi nói là mình mai á, đặng mình úp cái miếng này vô á, không có dẹt ra nha, thì mình úp vô vậy á, khi mà một hồi mình ủi á đó, mình ủi á, thì mình sẽ dẹt ra một lớp, các bạn thấy không nè đó. Rồi giờ mình ủi mình sẽ dẹt ra thì mình ủi dài lên trên cái lưng, cái khúc này là cái mông, thì ủi dài lên cái lưng, ủi dài lên cái lưng, các bạn thấy không. Còn qua đây thì kế tiếp cái miếng thân bên đây, thì cái miếng thân bên đây ấy thì các bạn nhìn nè đó, thấy không, dưới đây ở này là các bạn không dẹt ra nha, nè không chẻ ra nha, thì các bạn sẽ tẹt ra luôn đó, tẹt ra bên cái thân, tức là cái váy này cách ủi của nó là các bạn là một đường sẽ ủi vô trong chèn, một đường sẽ ủi vô trong thân, cứ thế là hết cái váy luôn, một đường ủi vô chèn, một đường ủi vô thân, vậy đó các bạn nha. Đó, rồi mình sẽ cho các bạn xem là khi ủi xong rồi ra bị phải nó như vậy đó. Bởi vậy Nhi Nguyễn mới nói các bạn là quan trọng cái gáp ngay chân cái điểm của cái ngã ba này nè, các bạn thấy không, nó rất là đẹp, nếu như các bạn gáp chính xác thì nó rất là đẹp, cái điểm tam giác nó rất là đẹp. Rồi khi các bạn ủi ra rồi thì nó rất là đẹp. Đây Nhi sẽ dịch, Nhi sẽ cầm lên cho các bạn xem nha. Đó đây nó có cái con nè các bạn thấy không, cái váy nó có cái con nè thấy không. Đó khi mà một hồi Nhi gáp vô cái bán thành phẩm nguyên cái váy, Nhi sẽ cho các bạn coi nha. Nhi mới duỗi xong rồi đó các bạn, Nhi chỉ mới duỗi bán thành phẩm xong rồi đó, cái này là Nhi chưa có vô thun nha các bạn. Các bạn nhìn nè, ở dưới cái like các bạn thấy không, ship ly rất là đẹp, cái váy nó im mà nó rất là đẹp luôn á các bạn. Nè các bạn thấy không, cái dưới cái like nè đó. Dạ lên thôi, giờ Nhi sẽ vô thun các thun rồi nè các bạn. Thun này thì Nhi cắt chiều dài thun là 55 cm. Rồi xong rồi giờ thun đã, Nhi đã nói thun lại rồi.
các bạn nối thun thì các bạn để hai cái thun chắp lại vậy, chứ các bạn đừng có để hai thun chắp lại vậy nha các bạn. Đó. Giờ thun này là Nhi đang xài là 3 xăng to bản. Giờ Nhi gắp vô nha các bạn. Đây. Gắp vô. Thì các bạn để thun vô bề trái nha các bạn. Đây. Có đường mai là bề trái nha các bạn. Bạn để vô bề trái phía bên sườn. Đó. Rồi. Các bạn mai vô nha các bạn. Mai thun vô. Các bạn để giải là thun cho in với lại với nhau. Các bạn dịnh dịnh giải thun, giải vào thun cho im nha các bạn. Nè. Đó, các bạn nhìn nè. Thấy không? Cái to bản, cái giải và cái thun ôm nhau. Nha các bạn. Đó. Rồi cứ vậy thì các bạn sẽ may tiếp cho hết cái vòng lưng thôi. Cái lưng xong rồi nè các bạn. Thấy không các bạn? Đó, nó đều nhau hết trơn, thấy không các bạn? Đó, bây giờ các bạn sẽ chan thun ra nha. Đó, các bạn kéo, dùng tay bắt đặt, các bạn kéo ra. Đó, chan thun đều ra với cái chân váy nha các bạn. Đó. Rồi xong rồi á thì các bạn sẽ lộn ra. Đó. Lộn cái bề trái. Thì các bạn lộn ra xong rồi á, bề trái ra thì các bạn để cái lưng bề phải. Vậy nó dễ may hơn. Thì cái thun này Nhi sẽ dặn thêm một đường nữa chia làm hai. Nếu như các bạn chia ra làm ba đường cũng được. Nhưng mà Nhi cái váy này thì Nhi chỉ có chia là làm hai thôi. Đó. Nhi sẽ chia làm hai, Nhi dặn thêm một đường nữa cho thun nó đẹp nha các bạn. Rồi, các bạn vịn cái tay, các bạn vịn cái đầu thun bên trước là cái tay phải, vịn thun bên sau, các bạn kéo thẳng ra. Đó, các bạn thấy không? Đó. Các bạn kéo thẳng ra. Kéo phẳng ra, thẳng ra thì các bạn chia làm hai ra thì cái cây kim nằm ngay giữa cổng thun. Các bạn cứ thế mà mai hết cái lưng. Các bạn kéo qua và vô người. Bạn lấy dùng tay các bạn lọn với phía dưới cái dạ quần nè, cái dạ váy nè. Cái dạ váy nè đó, xong. Rồi. Các bạn dùng tay kéo tiếp. Cứ thế thì các bạn sẽ mang hết vô cái vòng lưng. Đó. Bạn thấy Nhi không? Đó. Xong. Thì khi mà điểm giáp lại thì các bạn nhớ lại mũi nha. Nhìn nè. Đó, thun rất là đẹp luôn. Đó, các bạn thấy không? Đó. Thun dúng rất là đẹp. Đều nhau nha các bạn. Thôi bây giờ Nhi sẽ triển khai tới mai like nha các bạn. Đây. Bây giờ mai like nha các bạn. Cái like này Nhi sẽ mai một phân. Đây, cái like. Rồi, các bạn cũng y như cái lúc cái mai thun. Bạn để im. Rồi. Mai to bản một phân nha các bạn. Cứ thế thì các bạn sẽ mai hết nguyên một cái len váy. Nha các bạn. Đây, cái váy Nhi Miễn nó mai xong rồi nè các bạn. Nhi Miễn mặc vô cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Đúng không? Rất là đẹp.
Đó, các bạn nhìn ha, nhìn vẻ đứng từ xa các bạn xem nha. Đó, váy không ngắn, cũng không dài. Cái váy này mà các bạn phối với quấy thì màu đen, áo màu trắng. Và giày các bạn phối giày màu đen, rất là sang luôn các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn nhìn nè, như dịnh cái váy ra, xè ra nè. Các bạn nhìn nè, rất là sang. Và các bạn nhìn nè, đó, phía sau. Bạn thấy phía sau không? Đó, rất là đẹp. Nhi đi cho các bạn xem nè, rất là đẹp luôn. Đó. Nhi sẽ quay qua một vòng nhẹ cho các bạn xem nha. Đó, đang quấy nè, thấy không? Đó, nó xè ra vậy đó. Thì bạn nào mà từ 46-47kg cho tới 53kg thì mặc cái váy là vừa hết nha các bạn. Nhi thì hiện giờ là Nhi là 52kg, nhưng mà Nhi quay mặc size M. Bạn nào mà mặc size M là mặc cái váy này rất là đẹp nha các bạn. Đó, thấy chưa? Các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn, rất là sang. Thôi, các bạn xem cái gì cái clip này Nhi kia kết thúc ở đây nha. Các bạn xem, các bạn nhớ ủng hộ và chia sẻ cho Nhi Nguyễn nha. Bye bye. Nhi Nguyễn cuộc sống ở biển nha các bạn. Bye bye.